Thưa quý vị, thưa các bạn, phát triển xanh, phát triển bền vững đã và đang mang lại nhiều lợi ích thiết thực cả về kinh tế lẫn những giá trị vô hình, giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang tham gia ngày một sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Với những thách thức về môi trường và xã hội ngày càng gia tăng, việc xây dựng một hình ảnh thương hiệu quốc gia có trách nhiệm và bền vững trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Sau 20 năm triển khai, chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam đã đem về những trái ngọt khi được đánh giá có tốc độ tăng trưởng giá trị nhanh nhất thế giới và ngày càng nhiều doanh nghiệp chú trọng đến xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên, để bắt nhịp với xu hướng của kinh tế xanh, nâng tầm thương hiệu Việt thông qua phát triển xanh, bền vững, định vị thương hiệu doanh nghiệp với thương hiệu quốc gia, đòi hỏi đội ngũ doanh nghiệp phải đẩy mạnh xanh hóa, gắn với phát triển theo chiều sâu, bền vững. Tăng trưởng xanh được coi là chìa khóa để Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Mặt khác, kinh tế xanh, tuần hoàn, tiêu dùng xanh, thân thiện môi trường đang trở thành xu hướng toàn cầu. Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam cần thích ứng và chuyển đổi sang sản xuất xanh, thương mại xanh để tiếp tục gia tăng giá trị thương hiệu. Xu hướng xanh hóa trong xây dựng thương hiệu ngày càng phổ biến. Để cạnh tranh trên thị trường, rất nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực đầu tư vào sản xuất nhằm cho ra đời những sản phẩm đảm bảo yếu tố xanh và sạch. Xây dựng thương hiệu xanh gắn với phát triển bền vững, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng, đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải, hệ thống lọc hút, quan trắc khí thải có công nghệ hàng đầu, từ đó kiểm soát tốt các loại chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất. Từng cán bộ công nhân đều ý thức bảo vệ môi trường là tiết kiệm cho doanh nghiệp và bản thân. Phát triển bền vững nó sẽ gia tăng giúp cho mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Các nhà nhập khẩu bây giờ họ cũng yêu cầu các những cái thương hiệu mà có cái phát triển bền vững, có cái sự hướng đến người tiêu dùng xanh. Thế thì cái người tiêu dùng hiện nay, hiện cái tiêu dùng thông thái họ cũng hướng đến những cái giá trị xanh mà họ nghĩ là doanh nghiệp làm được cái gì để mà bảo vệ môi trường, bảo vệ cộng đồng. Thì đó là những cái mà giá trị mang lại cho cái thương hiệu, cái sự sản phẩm của mình sẽ đón nhận được cái sự tiêu dùng của người tiêu dùng tốt hơn. Thương hiệu được xem như là chìa khóa để giúp gia tăng giá trị sản phẩm cũng như giá trị của doanh nghiệp. Vì vậy, những yếu tố giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị thương hiệu là một vấn đề luôn được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm. Ví dụ, như đối với ngành hàng thực phẩm và nước giải khát, mức tăng trưởng của nhiều doanh nghiệp có thương hiệu đã nhanh hơn so với toàn thị trường từ 2,5 đến 11,4%. Nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đã đầu tư chuyển dịch sản xuất, cung ứng hàng hóa theo tiêu chí xanh, sạch, minh bạch thông tin, nên những sản phẩm này luôn nhận được sự đón nhận tích cực từ người tiêu dùng. Không chỉ qua sản phẩm, mà các yếu tố bền vững cũng được đẩy mạnh trong cả quá trình sản xuất. Tại nhà máy này, các sản phẩm được bảo đảm yếu tố bền vững ở khâu sản xuất. Hệ thống xử lý chất thải hiện đại với 100% nước thải được xử lý đạt chuẩn trước khi ra môi trường. Hệ thống năng lượng xanh và năng lượng mặt trời được trang bị nhằm giảm phát thải carbon, nỗ lực hướng tới mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Chúng tôi cũng biết là các cái chủ trương của thế giới cũng như là của chính phủ cũng hướng tới là cái phát thải bằng không. Thì chúng tôi cũng đã có những các cái kế hoạch. Chúng tôi luôn quan điểm rằng là phát triển xanh hay là tăng trưởng xanh ấy, thì là một trong những cái cam kết xã hội của NutriCare. Chính vì thế thì trong các cái hoạt động, đặc biệt là trong hoạt động sản xuất ấy, thì chúng tôi luôn luôn quan tâm đến cái bền vững trong cái việc là giảm những cái tác động tới môi trường. Khi tham gia vào thị trường quốc tế, trong bối cảnh hội nhập, doanh nghiệp đáp ứng nhiều các chỉ tiêu phát triển bền vững sẽ là một lợi thế lớn, vì ngày càng nhiều thị trường xây dựng các hàng rào xanh cho hàng hóa nhập khẩu và thị trường cũng có sự đánh giá cao hơn với những thương hiệu hướng đến sự phát triển bền vững. Theo đó, việc thúc đẩy các thương hiệu Việt Nam hướng tới phát triển xanh để tạo một nền kinh tế xanh cho đất nước, thì vai trò dẫn dắt của nhà nước cũng như sự vào cuộc mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp là đặc biệt quan trọng.